Thì lúc đó thì mình chưa có sống đây nên không có biết. Nuôi con heo thì đẻ con cũng chết. Mà lúc con heo đẻ con cũng chết luôn. Đúng rồi. Lúc mà chị bầu con Di á, dạ, được 4 tháng mấy 5 tháng á là con bò cũng đẻ được 3 ngày cũng chết. Cái Út Lành á hồi đó nó mất, cái chị đâu có cho khẩu trang khẩu gì đâu. Cái ông nói là lấy cái khẩu trang á bịt tờ trên mắt, bịt nguyên cái mặt này nè. Bịt nguyên cái mặt này không mà dòm ổng vậy đó. Cái chị, hả? Ông thấy là một người hiện về mà bịt khẩu trang từ mặt mình xuống luôn. Giống như hình dáng con ổng luôn mà có đeo khẩu trang mà bịt nguyên cái mặt vậy đó mà không thấy mặt đâu. Rồi nguyên đứng ở chỗ cái thùng kéo kéo đó đó. Cái muốn thò. Cái thùng kéo kéo hả chị? Dạ Đăng xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Đăng Lang Thang. Thì hiện tại Đăng đã quay trở lại với gia đình mà có đứa bé 3 tuổi mới vừa mắc vị nuôi nuốt quý vị. Thì đây cái chỗ Đăng đứng đây, để Đăng quay lại cho mọi người xem. Đây cái chỗ Đăng đứng đây, đây là cái nơi mà đã tìm thấy đứa bé 3 tuổi bị rớt xuống sông cả nhà. Đây con kênh này, con kênh nước rất là chảy. Thì bây giờ là vào buổi trưa thì nước nó còn ròng, nó chưa có lên cao. Thì hôm nay Đăng quay trở lại đây để mà thăm, thứ nhất là thăm gia đình, thứ hai là có một phần quà của chị Thảo ở Bình Dương gửi cho gia đình để giúp cho gia đình vượt qua cái lúc khó khăn này. Thì đây là cái ngôi nhà của người nội của đứa bé 3 tuổi nè cả nhà. Thì đứa bé nó hay chơi ở đây, hay chơi ở trên chỗ cái gốc cây dừa này nè. Rồi sau đó thì nó bị té xong lọt ngay đây luôn. Thì bây giờ Đăng mời quý vị khán giả tiến vào nhà để mà hỏi thăm gia đình. Bây giờ chị thấy chị đang ngồi ở trước cửa nhà, thấy chị buồn quá. Thì bữa giờ luôn cũng lu bu quá, không có hỏi thăm được gì nhiều cho gia đình. Dạ em chào chị. Thì ảnh đâu rồi chị? Chồng chị đâu rồi? Đi tưới nước rau rồi. Dạ đi tưới nước rau ha. Tưới ngoài vườn của mình á, giờ ở đâu chị, xa không? Xa, lúc dưới kia kìa, xa lắm. Dạ, bây giờ em thấy chị ngồi ở đây chị khóc mà chị nhớ con hả? Nhớ con. Bình thường thì giờ đây này là bắt đầu chị ngồi chị chơi ở đẳng với bé hả? Giờ này một giờ mới là nó đang chơi với mẹ với em. Dạ. Thì bây giờ sự việc đau lòng nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ chị phải cố gắng chị giữ gìn sức khỏe của mình để mà còn lo cho bé còn lại nữa nè. Thì hôm nay em đến đây thì có một số tiền của một mạnh thường quân là chị Thảo ở Bình Dương là 1 triệu để gửi cho gia đình mình để giúp gia đình mình vượt qua cái lúc khó khăn này. Dạ. Chị cũng cảm ơn em đã quay lúc này để giúp đỡ chị. Rồi chị cũng xin cảm ơn gửi đến chị Thảo đã quan tâm đến chị rồi đã cho chị số tiền này. Dạ. Rồi xin chúc chị Thảo mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Dạ. Thì bữa giờ thấy chị cũng lu bu á, em cũng muốn hỏi gì chị được nhiều. Thì nghe anh Lâm á, có chia sẻ á, là trước cái lúc mất á, là bé nó hay kiểu như là nó ngoan hơn đúng không? Nó ngoan lắm, mà trước giờ nó xanh nó là nó ngoan nó biết rồi. Mà có hình nó kìa, tại vì hồi bữa cha nó lỡ tay xóa rồi. Nó lanh lẹ lắm, một tháng mấy, cứ một tháng thôi mà chân tay nó hoạt động mạnh khỏe lắm. Cắt tiền đi chị, đừng để ra nó cầm. Đến bây giờ cũng vậy. Rồi đi đâu ai cũng khen ngợi này kia khác. Rồi trước khi mất hôm bữa là trước hết là nó cũng hay lâu lâu nó gọi tên em của nó nè. Dạ. Nó hỏi em nó là Út Lành đi đâu mẹ. Nó hỏi vậy đó. Rồi chị cũng nói là Út Lành nó mất rồi, con đừng có hỏi nữa. Út Lành là cái bé mà bị nạo uống thủy hả chị? Bé Ngọc Loan á. Dạ. Tại vì hồi đó cô Bảy nó đặt tên Út Lành để cho nó mau hết bệnh hết đau á. À. Mới gọi tên ngoài là Út Lành. Dạ. Rồi, tên trong nó thì Ngọc Loan. Lâm Thị Ngọc Loan. Dạ. Nó gọi vậy, nó hỏi vậy. Ban đêm thì đi toilet thì nó chỉ ngay cái ổ mộ em nó đó, nó nói là con ma. Dạ. Mình không có hiểu là nó con nít thì nó nói vậy thôi chứ nó không có nghĩ, mình không có nghĩ tới là có chuyện như vậy. Rồi ban đêm thì cũng nửa đêm nửa hôm thì con cú nó cũng qua kêu hoài. Dạ. Nó cũng biết ăn cơm ăn nước vậy, ăn cơm xong xuôi cũng
cũng giờ 8-9 giờ là bắt đầu là nó lại nó kêu hoài không thằng gì đó, cái cha nó là kêu cha ơi đi đuổi con chim nó đi đuổi đi con ma đó. Dạ. Nói vậy đó, nói đi đuổi con chim nó đi cha, đuổi đi, đuổi cho nó đi xa đi, cứ nói vậy hoài. Mà đêm nào hôm nào con cua nó cũng đi qua kêu hoài cái chỗ cây đó, cây nó cao cao vậy đó. Cái cây cao cao đó hả chị? Ở sau cây dừa hả? Đúng rồi, cây đó đó. Nó hai đầu nhất là chủ cái cây đó đó. Dạ. Yeah. Mà tới hồi ổng lấy cái đốt nhang với lại ổng chuẩn bị đốt nhang với lại hút bùng vô để ra nhang á là yeah. Nó không nghe tiếng kêu nữa. Không nghe tiếng kêu nữa, ổng giục qua cái gốc cây đó đó là thấy nó bay thôi à. Yeah. Nó bay cỡ một hồi nửa tiếng sau là nó đậu nó kêu lại vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi còn gì thì lúc mà chị ở nhà thì cũng chán rồi đi vô rễ với ổng, bốn mẹ con với ổng đi rễ. Lên giọng ngon lành nó cũng hỏi tên em, nó hỏi mẹ ơi Út Lành đâu, nó cũng hỏi vậy đó. Cứ hỏi hoài vậy hả chị? Hỏi hoài à. Và chị nói sợ nó sốt quá, tại vì có người đứa thì mất, đứa thì còn đây mà nó hỏi hoài vậy đó. Nên chị thì sợ sốt quá, chị cũng nói an ủi nó đừng hỏi em con nữa, em con đi với ông bà ngoại với lại bà nội rồi. Nói yeah. Hỏi đi rồi hả mẹ? Nói vậy đó. Rồi nó giỡn với em, nói thằng Run này nó giỡn. Đêm... Thì em có nghe là anh Lâm cũng chia sẻ là ôi trời mưa rồi chị ơi, mưa như chỗ nhà chị ơi. Chị có đồ lấy đồ gì không? Có đồ gì thôi ở nhà không? Chưa có giặt đồ. Đây để em cầm cho, em cầm cho. Chị vô đi. Bây giờ mưa luôn rồi cả nhà ơi. Sếp ở trong này sợ mưa giọt. Mưa giọt hả chị? Ừ, mưa giọt không này. Đồ. Trời ơi, cái mái lá nè. Nó rách hết trơn rồi, nó hở vậy. Mưa là phải giọt rồi. Cái này hơi ướt hết trơn rồi. Trong đó là mình để quần áo trong đó hả chị? Ừ, để quần áo. Dạ. Rồi tối rồi mấy mẹ con ngủ ở đâu? Ngủ ở đây. Cha nó thì ngủ ở giường ở đây. Dạ. Còn chị với ba đứa, hai đứa nói với chị thì ngủ ở giường đây. Dạ. Thời gian em nó mất thì cứ hai cho con ngủ đây hoài à, còn hai mẹ con chị ngủ đây. Trong nửa tháng sau, gần tháng nửa tháng sau thì nó đòi qua chị ngủ. Là tới 3-4 giờ sáng bắt đầu là nó ngậm bình sữa ngay miệng rồi gối thì kẹp ngay nách á. Rồi nói cha, trước khi đi phải hỏi cha nó. Nói cha cho con đi ngủ với mẹ với Út Run. Rồi chạy vô đây ngủ, chạy vô đây ngủ với chị. Rồi xong rồi cái có khi nó kêu cha nó đi qua ngủ đây với mẹ. Ngủ với cha đi mẹ, cha nó không chịu, nó khóc. Kêu ngủ với mẹ đi. Dạ. Rồi cha nó cũng đi kêu, cũng dậy ngủ với chị trong này. Cha nó ngủ ngoài không cho đâu, cho nó ngủ chính giữa, cho ổng ngủ chính giữa. Dạ. Và tối là ví dụ như là nó ngủ với ba nửa đêm, ngủ với mẹ nửa đêm hả? Ừ. Nhờ ngủ với cha nó kiểu như ngủ quên nó là nó không có nhớ tới mẹ đâu. Hồi tới sáng cỡ 3 giờ mấy 4 giờ sáng á. Yeah. Là nó chợt nhớ lại bắt đầu nó đi ngủ với mẹ với em Jun. Yeah. Ngủ với mẹ với bé này nè. Yeah. Nó vậy không? Rồi có khi nó không chịu ngủ vậy thì kêu cha nó qua đây ngủ chung luôn. Kêu ổng cha đi mẹ ơi ngủ ổng cha. Mà không phải là ổng cha, kiểu như cha nó ngủ rồi nó ngủ trên ngực cha nó đó. Yeah. Nó là ổng cha đó. Ngủ ổng cha đó. Giờ cha nó ôm nó cha nặng quá à. Cha ôm mẹ đi khỏi ôm con nữa đâu. Là nó quay mặt bên này là cái bình sữa với lại cái gối đó luôn luôn có bên nhau không. Có khi bình sữa thằng này nó một bình nó lấy hai cái nó ngậm một cái miệng thì nó ngậm một cái bình sữa, một tay cầm bình sữa, một tay cầm cái gối, nó làm vậy đó. Bé thì nó lanh lẹ lắm hả chị? Lanh lắm. Có khi nó xin tiền mà không nói xin tiền, không có tiền. Nói xin đi mà, xin tiền mà 1.000 thôi mà. Dạ. Ăn bánh á, mà đâu phải cho nó nhịn bánh đâu. Biết con biết ăn bánh, ăn kẹo với người ta đâu, cũng cho 5.000. Không phải cho tiền nó mà cho nó đi mua á. Sáng. Dạ. Sớm phải cho 5.000 bánh, xúc xích cho nó ăn. Thì anh Lâm anh có chia sẻ là bé tự nhiên cái nó ngoan mà nó nghe lời lắm. Bình thường thì ví dụ như nó cũng hơi lì, nó lì. Rồi sao tự nhiên cái mấy bữa đó cái nó ngoan mà có chị cũng hay chị cũng nói là cổng nó rồi tự nhiên nó bật khóc. Nó khóc sau lưng đang đút cơm ở đây nè.
Rồi cha nó chị nói là anh ẩm phun đi để em đút cơm cho con Duy nè. Xong ổng cũng mới đi tưới nước về đó. Yeah. Rồi ổng ẩm thằng này rồi chị thì đút cơm cho nó. Rồi nó ngồi xuống ăn cơm đi con, nó không mẹ, đứng lên mẹ. Cái đứng lên làm gì? Chị vừa đứng lên đây nó leo trên lưng chị, không biết nó khóc hay không chị không thấy. Yeah. Tại vì nó leo trên lưng mình á. Chứ ổng thấy hay gì á. Rồi nó leo trên lưng chị, rồi chị cũng đi kiếm chỗ mắt chỗ đó, chị đi vòng vòng chỗ đó cho nó ăn, đút cơm cho nó ăn. Rồi mỗi khi nó lì á, mình la bằng miệng nó không nghe đâu. Yeah. Cái mình lấy cái cây mình dọa nó, mình đòi đánh nó. Nó mới, mình kiếm cái cây á, nó này mẹ con xin lỗi mẹ mà, con xin lỗi mà. Mình cầm cái cây rồi á, nó nói bỏ cây đi, con ăn cơm, bỏ cây đi. Nói vậy đó. Yeah. Nó nói mình sức ruột sức gan, mà mình không có hiểu là chuyện đến như vậy. Yeah. Rồi có khi mình nói không có lì nữa, chơi lì là mẹ quýnh đau lắm đó. Con không có lì nữa, con ăn cơm. Cha nó cũng vậy, cũng nói vậy đó. Nói chung là mình cũng nghĩ bình thường không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên cái mình nhớ lại, mình sâu chuỗi lại, mình thấy nó kỳ lạ. Đúng rồi. Xong hết cái mình thấy nó kỳ lạ từ cái khúc đó. Kiểu như là nó nhìn thấy, từ khi nó nhìn thấy mà ma xong á, rồi cái nó có biểu hiện lạ thì nó kiểu như là có ai đối với nó cái gì là nó sẽ biết ngày nó chết hay sao. Có vậy á. Ừ. Nhưng mà nó như vậy xong mà nó sốt quá là mình biết. Dạ. Nhiều người thì nó bị thấy nhiều người ma, nó nói ma đó. Nhiều đứa con trẻ là thấy ma nó hay bị sốt lắm. Dạ. Mà thằng này không bao giờ sốt. Cho nên là không có biết cái chỗ đó nó khỏe mạnh mà nó bình thường mà nó đâu có sốt, đâu có bệnh đau cái gì đâu. Dạ. Mà tự nhiên nó chơi ngon lành vậy đó. Thì từ cái chỗ đó mình cũng không có nhận biết ra được. Rồi bây giờ sự việc nó xảy ra như vậy rồi. Thì cái video clip của em khi mà em đăng lên nó được rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm. Thì cũng có nhiều quý cô chú anh chị mà bình luận vô nói là có khi là mình bị trùng tang rồi bị ông bà bắt đi á. Chị có nghĩ như vậy không? Chị không có nghĩ, tại vì chị ở đây được tới năm, từ lúc mà bà nội bà bệnh nặng á, là chị về, vợ chồng chị về đây á. À, đến khi bà nội mất là chị ở đây là thế, cũng không có nghĩ tới như vậy đâu. Yeah. Thì cũng về ngủ cũng không thấy làm mơ, hoặc là có khi ổng đi xôi ếch xôi gì 1-2 giờ ổng đi xôi nhái xôi gì đó để kiếm đồ ăn đó. Chị cũng hai đứa con, ba đứa con ngủ đây cũng không có gì hết trơn á. Yeah. Người ta thường nói là giờ đó là giờ cái này kia khác vậy đó. Yeah. Mà cũng bình thường à, cũng giống như là có người mà ủng hộ mình, phù hộ mình cái gì đó, có cảm giác không có sợ. Yeah. Bình thường giống là có 2-3 người ở cùng mình nhá, không có sợ gì hết trơn á, cảm giác không có sợ gì hết trơn luôn. Yeah. Rồi tối khi mà ảnh đi soi nhái hay là đi làm ban đêm, đi bắt cá thêm kiếm thêm tiền á chị, thì chị ở đây một mình với 2 đứa nhỏ thôi. Ừ. Thì chị cũng không thấy gì hết không. Rồi chị về đây là làm dâu ở đây được bao lâu rồi chị? Chị sống thì trước đó thì sống ở bên Bình Dương. Hồi đó chị ở Bình Dương ha. Ở Bình Dương cái chị vô đây lúc mà thì lúc từ lúc bà nội mất á, từ lúc bà nội bệnh nặng á, là về đây sống á, là các cái nhà này, tại vì cái nhà này thì có cục sẵn rồi, cục làm bò, nhà chuồng bò hồi đó đó. Dạ. có cục sẵn rồi, cái sẵn tiện vậy, rồi ở chung với mấy anh em thì đông người quá thì mình ở riêng ở đây đi để ăn uống cho nó thuận tiện chút. Yeah. Rồi ổng tiền bạc hộp trước ổng ấy, cái ổng mua cũng có cái lá này nè, mấy cái lá này để làm cái nhà nè. Còn cái cục thì cục chuồng bò. Dạ. Yeah. Ở đây quý cô chú anh chị, thì cái nhà này trước kia là một cái chuồng bò, còn ở phía sau là chuồng heo đúng không chị? Đúng rồi, chuồng heo á. Thì dựng cách đây là khoảng từ khi bà mất là khoảng 1 năm hay là chưa tới 1 năm? Ai? Bà nội từ khi dựng cái nhà này nè. Cái nhà này dựng lâu hả? Dựng lâu rồi, cái nghe mấy người trong xóm nói á, với lại ai nói á, thì lúc đó thì mình chưa có sống ở đây nên không có biết. Dạ. Nuôi con heo thì đẻ con cũng chết. Mà nuôi lúc, con heo đẻ con cũng chết luôn. Đúng rồi. Lúc mà chị bầu con Di á. Dạ. Được 4 tháng mấy 5 tháng á, là con bò cũng đẻ được 3 ngày cũng chết. Dạ. Con bò đẹp lắm, bò ô ngon lành luôn, bò đó. Là cần 30 kg. Là trước là ở sau thì nuôi heo, ở trước này nuôi bò. Mà nuôi thì đẻ ra thì 10 con như 10 là không có con nào sống nổi hết. Đúng rồi.
Lúc là nuôi heo thì chị sống ở đây á, là con heo thì không không thấy con heo nữa, người ta nuôi con heo nữa. Nhưng mà Dạ. chị thấy còn là nuôi bò, còn nuôi bò. Lúc đó bò đó đẻ chị còn ở đây. Tại vì bà nội bà bệnh hoài cho nên là cũng về đi qua lại nhiều thường xuyên á, nên ở đây. Tính ở đây rồi cái không cũng không có sợ không có tiền xanh gì á, rồi ổng mới rủ đi Bình Dương làm. Dạ. Vậy đó. Lúc đó thì còn ở chung bên bển, chưa có ở đây. Cái xong bà nội mất cuối cùng cái ngày đó rồi mới qua đây ở, là lúc đó ông nội bán bò nuôi cũng đẻ chết con vậy đó, Dạ. rồi nhảy đực thì không không có nên nói là không có đậu á, rồi ông nội ông bán. Bởi vì chị thấy cái miếng đất này có một cái kỳ lạ ấy không? Khi Không. mà cái con vật á nó ở đây á thì nó đẻ con cũng không được luôn. Và bây giờ tới anh chị mà ở đây thì thấy trước mắt là chưa gì hết là cái đứa bé là nó đã bị bệnh rồi. Và bây giờ tới đứa bé thứ hai là nó bị mất nữa. Còn bây giờ còn có đứa bé thứ ba mà nó cũng bị bệnh nữa thì chưa biết là sau này nó như thế nào nữa. Thì mình nghĩ con bé bé thứ ba thì nó bệnh vậy thì nó mất đi á, thì mình nghĩ là nó bệnh là nó không có qua khỏi rồi, Dạ. thì mình không có Cái lúc đó cảm là anh chị về đây chưa? Cái lúc mà có bầu bé hả? chưa. Chưa về đây ha? Cũng đi qua lại là bầu Di là có về đây rồi. Dạ. Bầu Di thì ở ở bên kia lúc đó là bầu Di là nhà này còn cất còn nuôi con Còn nuôi bò. bò. Ông nội con, ông nội kìa, ông nội kìa. Ông nội đi cắm câu về hả? Dạ. Sống vô nhà đi, mưa lắm ông nội. Mệt đó. Con đi lấy cái đồ xịt chuột. Ủa chị còn Giờ ông còn cười cái tấm à. bùa mà để trên mùng này nè, thì hôm bữa anh Lâm cũng có chia sẻ mà em cũng không có hiểu rõ nữa, thì có thể chị có thể kể kỹ lại một chút được không chị? Được. Tại vì cái bùa này nè, lúc mà con bé lành nó mất á, là ổng ngủ, là mất xong rồi ba mẹ con ngủ đây cái ông ngủ phía ngoài này, là ổng không biết ổng mơ mơ màng màng hay gì, cũng lúc ngủ mà còn tỉnh tỉnh hay gì á. Dạ. Rồi Út Lành á, hồi đó nó mất á, chị đâu có cho khẩu trang khẩu gì đâu. Cái ổng nói là lấy cái khẩu trang á, bịt từ trên bịt nguyên cái mặt này nè, bịt nguyên cái mặt này không là dòm ổng vậy đó. Cái Trời ơi chị, hả là ổng thấy là một người hiện về mà bịt khẩu trang từ mặt mình xuống luôn. giống giống như hình dáng con ổng luôn, mà có đeo khẩu trang mà bịt nguyên cái mặt vậy đó, mà không Ủa. thấy mặt đâu. Rồi nguyên đứng ở chỗ cái thùng kéo kéo đó đó, Trời cái ơi. muốn muốn Ngay thò. thùng kéo kéo này Rồi muốn thò rồi nhìn ổng hay gì á, cái muốn vừa thò thục thò cái ổng kẹp cái cổ, cái ổng kéo vô trong mùng, ổng nói vậy đó. ơi. Cái ổng giật mình, ổng dậy luôn, dậy thức dậy, ổng Là không biết trong cái chim bao á là ảnh thấy là một người hình dáng như là bé Út Lành con ổng. Rồi đeo khẩu trang bít hết mặt luôn. Rồi xong cái ảnh mới ra ảnh cái cái ổng kẹp cái cổ ổng kéo vô mùng á. Trời ơi. Tại vì lúc đó lúc mất là ổng cũng thấy nghi nghi rồi, ổng xin cái lá bùa, cái vải bùa này nè, bùa này bùa của chú Mười đi học tu hồi đó đó. Dạ. Thì cái tấm bùa này nó có tác dụng gì chị? Nếu cũng tiếng bên của người Khmer thì chị không có rành cái này, chắc nó cũng trừ ma đó. Ủa chị không cần tiếng Khmer hả? Không, chị không có biết luôn chứ. Chị không biết tiếng Khmer luôn. Không, chị hiểu chút chút à. À dạ. Vậy là chị là người Kinh hả? Chị là người dân tộc Cờ Ho, quê chị ở Bình Thuận á. Người đồng bào Cờ Ho là quê ở Bình Thuận. Đúng rồi. Nhỏ đi cơ. Mà vô tới trong đây gặp anh trong đây. Bây Không, giờ chị đi làm Bình Dương gặp. Đi làm Bình Dương, gặp bà Bình Dương. Vậy là mấy cái tiếng người Khmer này chị cũng không biết luôn hả? Không. Ôi. Em nghe chị nói là cũng bởi vì thấy chị nói tiếng Kinh cũng giỏi. Mà em tưởng đâu là người Khmer ha, nhà chị là người người đồng bào Cơ Ho. Trước mà bà nội mất rồi á, là ông ngủ đây là ông cứ nằm mơ ở trên, cũng không phải là mơ đâu, ông cũng mắt nhắm mắt mở và ông cũng sắp sắp ngủ rồi. Ông nói là bà nội cứ ngồi trên trên giường của ông nằm đây nè, bà nội á vuốt ve ổng, rồi vuốt ve ổng thì ổng không có nói gì hết trơn á, rồi cầm cái tay ổng cắn tay ổng, Trời ơi, cắn tay luôn. cắn tay ổng, rồi ổng ổng giật mình quá ổng dậy,
rồi nói chung là cái đó 2-3 lần luôn, có khi đứng người, có khi 2 người 3 người vậy đó, người thì đứng ở đây dòm. Rồi xong rồi ở đây tại vì đó là bên lành mất rồi thì đeo bộ này thì không có ấy, rồi nghe thấy đứng ở đây rồi vút ve ổng, rồi ổng bà khóc thương ổng vì ổng mệt đó, ổng cũng khổ thân này kia khác á, thấy ổng mệt sanh con thì bệnh đứa đau này kia khác rồi mà bà thương ổng nên ổng bà cũng khóc, nghe ổng nói vậy đó. Chị dỗ bé đi, dỗ bé thì bé nó khóc rồi. Ủa nó buồn ngủ. Buồn ngủ à? Nó ngủ rồi. Ngủ đi con. Nhìn thấy cái chân tội quá, tội luôn. Lúc trước là để cái giường ngủ ở đây luôn. Mà cái anh nói, đó. Anh nói là anh chia sẻ là ở đây có cái mộ nữa, là anh nằm trên ngôi mộ luôn. Ừ. Mà tối về thì thấy là bà nội về. Ừ. Cái chỗ đó thằng Di nó làm nó phá đó. Cái đây hả chị? Ừ, cái lỗ đó đó. Cái lỗ này ha. Ừ, đi chơi vòng vòng trong nhà nó phá. Nó ngồi nó chơi đó. Nó có lỗ chỗ cái mé đó, nó cũng thọt ra thọt vô đó. Dạ. Đó. Nó làm. Trời ơi trời, bây giờ nhìn mấy cái này mà nhớ chịu gì nổi mà chịu. Ừ. Nhìn từng đi từng tí chỗ nó chơi đó. Cách nó nói chuyện này kia khác. Chịu không nổi thì dạ. Bây giờ thì cảnh vật thì vẫn còn y nguyên, những cái đồ dùng, những cái dụng cụ, những cái chỗ nó chơi thì vẫn còn y nguyên, mà chỉ có là không có thằng thấy nó nữa. Mỗi đau ngày biết thì bao nhiêu mà nói. Mỗi ngày thì cứ la nó gì nó nghịch nó phá, sợ nó kiểu như sợ nó chơi dao chơi lửa này cái khác, mình cũng la cũng rầy nó. Nhớ dạ. Cảnh nó không có nó giờ biết la ai nữa. Dạ. Thì chị ơi, sẵn em hỏi chị luôn, thì hồi nãy có một cô thầy á, cô ở Bình Thuận á, cô gọi cho em, cô nói là bây giờ gia đình mình á có bị như vậy rồi, lỡ bị như vậy rồi, bị trùng tang rồi, thì bây giờ nếu mà muốn hết á thì phải cúng để cho các cái vong á, thứ nhất là ở trong nhà nè, vong của bà, ông về rồi, dạ, vong của bà nè, cái thứ hai là vong của bé Út Lành, cái thứ ba là mới đây là bé Di. Thì nếu mà gia đình chịu đồng ý cúng á thì cái ngày 16 này á sẽ cúng, mà cúng ở ngoài Bình Thuận là cái cô nó sẽ cúng luôn, mà chỉ cần là lấy họ tên của anh chị với lại họ tên trong giấy á nha, họ tên thiệt của mình á, họ tên của nguyên gia đình mình á, để gửi ra ngoài rồi cô cúng. Còn cái chuyện tiền bạc á thì anh chị không cần lo, có Mạnh Thường Quân họ lo rồi. Thì em muốn hỏi ý anh chị như thế nào? Thì chị chịu để rất là hỏi ổng xem sao. Dạ, chị đồng ý ha. Dạ. Thì có gì em sẽ đứng ra thì em sẽ gửi cái tên của gia đình mình á ra ngoài cho cô, ngoài cô cúng giùm. Thì cô đó, cô cũng là làm thầy hay cúng những cái chuyện mà khó khăn về tâm linh đó chị. Thì bây giờ đợi ảnh về ha, ảnh cũng về rồi em cũng sẽ hỏi ảnh luôn. Rồi em cũng sẽ kết thúc video đây luôn. Em chào anh Lâm. Đi gãy mới về. Đi gãy mới về hả? Đi gãy mới về, tưới nước không được, đuối sức quá. Cho ngày em đi tiếp tưới gãy nó tưới nước. Đuối quá, tưới không nổi luôn hả? Tưới không nổi. Ngồi nghỉ anh, ngồi nghỉ cho khỏe đi anh. Ngồi nghỉ. Buổi sáng chạy đi rẫy, tính đi nhà làm cỏ đi, nhớ tới con run hết tay giò. Làm không có nổi nữa. Trời trời. Bây giờ trong đầu mình cứ hình bóng của con cứ hiện lên hoài á. Xuất hiện bài luôn. Là gì? Anh nghĩ mà chút xíu đi. Không sao đâu, cứ nói đi. Dạ. Tôi thấy nghe tới con tôi cầm đổng vậy thôi. Dạ. Thì hôm nay em lại thì em có trao một cái phần quà của chị Thảo ở Bình Dương á, 1 dạ. triệu anh có gửi cho chị rồi. Dạ. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là em muốn hỏi anh á là có một cái cô thầy ở ngoài Phan Rí Phan Thiết ngoài á. Dạ. Là muốn gieo duyên cho gia đình mình là xin cái họ tên của gia đình mình để mà gửi ra ngoài để cho cô cúng giùm mà cho các cái những người đã khuất trong gia đình mình là bà nội với lại bé gái nè, với lại bé Di mới mất nè, giống như là cho những cái linh hồn nó đi tu học để cho họ mau siêu thoát á anh. Đúng rồi, tôi nếu mà được gì tôi rất cảm ơn thiệt. Dạ. Thì
em hỏi ý anh chị để anh chị có đồng ý hay không. Đồng ý cái vụ đó nên nếu mà được cái tôi chị không có gì, chỉ có 10 ngón tay này để cảm ơn mà cô thầy thôi. Dạ. Đó, chân thành cảm ơn thiệt. Dạ. Thì cái cô đó là cô Phượng ở ngoài phân rí. Dạ. Thì nếu mà anh chị đồng ý thì ngày 16 này thì cô sẽ bắt đầu cô cúng. Thì dạ. Anh chị cho em xin cái họ tên trong gia đình mình. Dạ dạ. Chị tiệc bạc thì không có anh chị khỏi cần lo, thì có dạ. Một cô họ lo rồi. Dạ dạ. Dạ. Thì anh đi được không? Hay là anh đọc cho anh đi? Em đọc đấy, anh ghi đi em. Cái anh tên của anh, tên của chị nè. Đúng rồi, em ghi đi. Tên của ba đứa bé đó nè. Rồi tên của bà nội luôn. Ừ. Ngủ rồi. Còn có một đứa này cuối cùng. Còn đứa này phải gán giữ nó anh ơi. Bây giờ anh chị cũng phải gán niệm Phật. Cứ thường xuyên mới từ lúc mà bé này đi thường xuyên hai vợ chồng nói với vợ bà thường xuyên nghe kinh nữa. Dạ. Mình nghe được kinh 3-4 năm trời rồi phải mới nghe đây, mình cũng hiểu một tâm lý nào đó. Chắc là mình cũng biết là kiếp trước chắc mình không được tạo phước được bao nhiêu. Mới kiếp này mình hưởng đủ thứ. Bây giờ mình biết cái gì anh rồi mẹ mình phải sinh năm như mẹ không biết sinh năm bao nhiêu nữa. Tôi chỉ biết họ tên bà đó. 65 hả? Bà năm nay là bà 61 tuổi, 66 tuổi. Sinh năm 19... Tuổi con gà. 63 hả? Chị hỏi ông nội đi, ông nội nhớ không? Hỏi ông nội sao? Ông nội không nhớ luôn á. Đi hỏi ông nội thử coi. Năm 3 hay 63? Dạ, ngày tháng năm sinh. Nếu mà không nhớ ngày tháng thì năm thôi cũng được. Bây giờ còn một lỗ nhỏ đó, hai mấy người, ba người là xưng nhau xíu chút đó đó. Mưa nhỏ giọt hết trơn luôn. Đồ bỏ trong đó là nhột, thậm chí không có đồ mặc luôn. Hôm bữa giờ thì hay mưa không anh? Cũng mấy mưa chừng 5-6 đam này à. Dạ. Mà mưa lớn là bỉ rồi, mưa lớn là nhột hết rồi. Rồi gia đình mình ăn cơm chưa? Cũng ăn xong. Có mấy bữa nay hôm qua ăn được 2 ngày ăn được một chén. Rồi 2 ngày ăn có chén cơm à. Ăn không có vô, nuốt vô một chén, bút một chén gì nuốt không có vô được hơn một muỗng đổ chó ăn. Dạ. Bởi vì gặp hoàn cảnh này chỉ có nói là ăn không nổi. Cơm nuốt không trôi, không trôi nổi. Nói mình đặt khó hả, anh năm sinh mà anh. Ừ. Anh thấy con anh ngựa lớn, sinh 58, trước 56. Ý là ông nói là lúc trước là sinh năm bà đã sai, bây giờ hồi ông còn làm việc á, ông... 58 thì em bỏ 58 là làm lại cho đó. Dạ. Tới bây giờ luôn á. Dạ. Ngày đó tôi làm công an xã. Dạ. Rồi thấy nó... bên họ lính bỉ nó làm thiếu, tôi sửa lại là dính tới bây giờ luôn á. Dạ. Cho nó khổ cũng vậy. Dạ. Nhìn lại gì là cái ngày đó là ngày đúng của bà luôn á không? Ừ. Dạ. Ông bà đó bà ít đâu, bà tới 15 đứa con lận. 15 đứa con? 15 đứa, mất hết năm đứa con gái, 10 thằng trai. Mất hết năm là còn 10 tròn đó, còn 7 thằng trai với 3 gái. Cũng ở vòng gần đây ha anh? Ở Bình Dương không à? Đi làm ở Bình Dương hết á? Đi làm Bình Dương hết. Ai cũng có gia đình hết trơn, còn 2-3 đứa nó chưa có gia đình. Dạ. Còn thằng hồi nãy, thằng Út hồi nãy. Chứ anh thứ năm. Anh là thứ năm trong nhà ha? Ông kia thứ năm. Anh thứ mấy trong nhà? Thứ sáu. Dạ. Còn anh thứ năm với thằng thứ tám với thằng thứ mười đây nè. Hồi nãy qua đây nè. Ủa anh em thấy ở trên đó anh có cái giấy là nhạc công hả? Ở đó là nhạc công ngũ âm đi thi đó. Đi thi hả? Đi thi được cái bằng khen đó đó. Dạ. Được hạng khá, nó không khá, người ta nó khá là hạng hai gì đó tôi cũng không biết nữa. Lúc đó luôn. Lúc mà ban giám khảo nói là cái này tại người ta chơi ngũ âm là trước mình.
Tại vì cái giọng người ta chơi trước mình. Rồi mình chơi sao không lẽ muốn qua người ta, để qua người ta không có được. Mình chỉ được hằng hai thôi. Tính ra anh Lâm cũng giỏi quá chứ. Cái này là sao chị chỉ cho em coi. Cái là cái nào mẹ, cái nào cái này là mẹ. Chị ghi vô giùm em luôn đi. Ghi cái nào mẹ đâu. Mẹ đây là chi con cháu. Cháu. Tên chị là ông này luôn hả? Ừ, chị ghi họ tên cái luôn chứ. Nó tên sinh năm họ luôn đấy em. Luôn. Có cần sinh năm luôn không? Dạ có. Ồ, đẹp hay vậy? Đẹp chú nào? 1982 hả? Ừ, 1982. Cái này tại ông không biết chữ, ông để lên hơn tuổi 3 tuổi. Dạ. À, có nghĩa là hồi xưa mình khai tuổi lớn rồi ha? Ừ. Không phải là ông khai lớn, ông cũng nói mà khai gì mà ông không biết chữ á. Hồi người gì, người ấy người ta cứ để, ông không để ý. Dạ. Rồi tới 1982 là qua tuổi, ba tuổi lắm. Cái này là... Thạch Thị Phan. Thạch Thị Phan. Là A-N đúng không? A-L. Sinh năm 1998. A-N, A-L, A-N, A-L gì á? A-L, A-L, L. A-N. N. Lâm Duy. Sà Rết. Lâm Duy Sà Rết hả? Sà Rết. Sà Rết. Nó bé chết đó. Chuyện ngày 31 tháng 5, 2019. 2019. Rồi... Đã khuất ngày 9 tháng 4, 2022. Là Lâm Thị Ngọc. Lâm Thị Ngọc Loan. Lâm Thị Ngọc Loan sinh ngày 30 tháng 10, 2020. Dạ. Mất ngày 18 tháng 2, 2021. Dạ. Rồi anh là anh Lâm Dê. Còn chị là Nguyễn Thị Lan. Ngô Thị Lan. Ngô Thị Lan. Dạ rồi. Rồi tìm cái tấm này cho em xin tấm này ha. Rồi em sẽ gửi cho cô Phượng của ngoài phát thiết ngoài để cô cúng cho gia đình mình. Ngày 16 này sẽ cúng, rồi có gì em sẽ liên lạc với gia đình. Rồi em sẽ liên lạc với cô Phượng, có gì bữa đó thì em vô đây em quay cho gia đình coi ở ngoài cúng như thế nào. Dạ dạ dạ. Cúng ở ngoài nhà ngoại luôn á. Dạ 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 dạ. Dạ. Thì bây giờ em muốn xin kết thúc video đây. Dạ. Em cũng chúc anh mấy chị thật nhiều sức khỏe, gắng lo cho đứa còn lại. Bây giờ nén đau thương lại, giữ gìn sức khỏe để mà lo cho cuộc sống sau này nha anh chị. Dạ. Em cũng xin chúc cô chú Mạnh Thùng Vân mà cô thầy bên đâu nãy mới con rí con rang. Dạ. Ừ, xin chúc cô mạnh khỏe, được sức khỏe dồi dào mà thường giúp đỡ gia đình khổ hơn con nữa. Dạ dạ, rồi cảm ơn anh chị nhiều quá. Em xin phép em về luôn nha. Dạ. Cảm ơn. Cái này là sao ông, hình gia đình hả? Đó gia đình con của ông không đó. Mấy đứa này là cháu nội. Là trong đây là tổng cộng là 15 người con luôn á hả? 10 người. Là con với cháu tính chung luôn ha. Ừ. Ủa hình này mình chụp ở đâu vậy? Hình này chụp lúc ổng còn khỏe mấy năm rồi. Đây là đâu rồi? Không có thứ ba không có. Mất thứ ba. Đây. Rồi bên đây cũng là con. Rồi đây con rể. Rồi đây cũng con ruột. Yeah. Con không á. Dạ rồi, quá trời con luôn, con cháu quá trời luôn. Bữa vậy ở Bị Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là cấp bí chương cũng cho tôi á. Bằng bí chương cho ổng á. Dạ. Bên viện á, bên tỉnh. Con xin phép con về luôn nha. Ừ.